Thì để lát nữa chúng ta sẽ nghe cái bài hát mà Phú Quang Phổ Thơ Thái Thăng Long là bài kỷ niệm của tôi đấy, trên kênh YouTube của tôi vừa mới thiết kế xong. Thế còn về cái tình hình mà đoàn công tác của cựu chiến binh miền Nam ra gặp gỡ tổ công tác đặc biệt và gặp các cái lãnh đạo của ban chuyên án đặc biệt, ban chuyên án quốc gia nhưng mà đã gặt hái được rất nhiều những thành công rực rỡ. Thế thì tôi đã chia vui với anh nhà báo Lê Văn Sơn cũng như là anh Phương Nhã, rồi là Ngô Thanh Sơn, rồi là cựu chiến binh Mai Xuân Bích, vân vân. Cái niềm vui của mình. Thế đồng thời tôi cũng nhắn luôn những cái niềm vui cũng như là cái nỗi lo lắng, băn khoăn khi mà cái vụ án bô cục cầu voi đấy đã có đủ chứng cứ, đủ điều kiện để khởi tố hai vụ án. Thứ nhất là cái vụ án là xâm phạm của hoạt động tư pháp của các cái sở công an Long An, sở công an Thành phố Hồ Chí Minh, sở công an Bình Dương và sở công an Đồng Nai, Vâng. với cái số xanh mà là cũng như là cái lực lượng mà mật vụ, cảnh sát mật mật sát phục xâm phạm gia cơ và truy sát cái nhân chứng Đinh Vũ Thường. Cái vụ án này là có thể khởi tố ngay được rồi, và Bộ trưởng Tô Lâm cũng như là ông Tô Ân Sô đấy cũng như là ba vị giám đốc, bốn vị giám đốc của bốn cơ quan tư pháp Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai phải trả lời trước 97 triệu dân về cái hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng này. Sau đó thì là cũng như là mọi người đây, chúng ta đang chờ đón cái việc khởi tố vụ án là cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Và khi mà các cái vụ án kể trên này mà được tiến hành được mở cái phiên tòa xét xử thì tôi nghĩ rằng nó còn chưa có cái kết quả cụ thể các phiên tòa này sẽ mở ra như thế nào và tòa án nào sẽ là thụ lý và ra phán quyết. Thế thì cùng với cái băn khoăn này thì tôi cũng đã nhắc nhở các cựu chiến binh cũng như là cộng đồng mạng của chúng ta đấy là quá bức xúc về cái án oan Hồ Duy Hải, quá bức xúc về những hoạt động vi phạm pháp luật của các cơ quan công an từ địa phương đến trung ương. Thì cái hướng giải quyết nó đấy là khởi tố như thế nào? Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng như Ban chuyên án đặc biệt là giữ quyền công tố, ra cáo trạng và khởi tố vụ án. Thế nhưng mà thụ lý cái
cái vụ án này thì cấp thẩm quyền nào, cấp tòa án nào sẽ tiến hành phiên sơ thẩm, rồi sau đó là một thời gian dài nữa đấy, phúc thẩm và có thể là vài năm nữa là lại giám đốc thẩm. Tôi nghĩ là quy trình đó là nó rất nhiều khe, nó rất là lôi thôi. Thế như tôi đã nói từ đầu đấy, khi mà đề ra cái kiến nghị, đề xuất cái kiến nghị cải cách tư pháp quốc gia đối với lại chủ tịch nước và cũng là đối với quốc hội, đối với lại trung ương đảng, đối với viện kiểm sát, đối với bộ quốc phòng thì là cần phải tiến hành cái việc thực thi công lý gắn liền với lại cái việc cải cách tư pháp một cách triệt để thì mới thành công được. Cho nên là chúng ta vẫn cứ phải chờ đợi thôi. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 thì các cựu chiến binh rất là bức xúc và hy vọng là sẽ có cái lệnh khởi tố từ cái viện kiểm sát nhân tối cao, từ ban chuyên án đặc biệt. Nhưng mà đến nay chúng ta thì mình thấy là im phăng phắc, chưa có gì cả. Tuy vậy nhưng mà chúng ta vẫn có niềm tin là cái vụ án này đã được là thành lập ra cái ban chuyên án đặc biệt của quốc gia rồi. Rồi tổ công tác đặc biệt đấy đã hoàn thành nhiệm vụ bước đầu cho 2 phiên tòa xét xử cái tội xâm hại cái hoạt động tư pháp và cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Rồi nó sẽ dẫn đến cái các phiên tòa khác là xét xử cái tội danh tức là bao che cho cái tập đoàn tội ác Long An, bao che hung thủ và kéo dài vụ án, vân vân. Thế thì trong cái bối cảnh chung như vậy thì chúng ta thấy rằng mọi việc vẫn đang phải chờ đợi thôi, không có cách nào cả. Cho nên là tôi cũng không có sẵn sàng người, những ý kiến đề xuất cho những cái việc làm khẩn cấp lúc này. Theo tôi là đây là cái cơ hội để chúng ta tiến hành cải cách tư pháp, đột phá cái việc cải cách tư pháp. Tôi nói đột phá là bởi vì là bây giờ cái thành trì của cái tư pháp này đấy, nó là những lô cốt, những bon ke đó, rất là bền vững, rất là hiện đại, rất là kiên cố và một cố thủ để mà sẵn sàng phản kích quyết liệt sống còn với cái an ninh chính trị hiện nay cũng như là an ninh quốc gia dân tộc. Nó là sự thách thức đấy, không đơn giản. Thì ngoài đã, ngoài lửa đã châm, ngoài nổ nút thắt của bom pháp lý này cũng đang được tháo gỡ từng bước một. Thế nhưng chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng, bởi vì quả bom pháp lý này không chỉ là dừng lại cái vụ án là Bukovoi với tập đoàn Tỏi Long An cũng như là cái thế lực ngầm này, mưu toan lật đổ, mà nó còn liên quan đến rất nhiều những vụ án khác có tầm cỡ quốc gia. Chúng ta
ví dụ như là đường sắt Cát Linh Hà Đông, Và ví dụ như là cái vụ tiết cát, kit test xét nghiệm virus corona đó của cái thằng Nam Á, có liên quan đến rất nhiều quan chức cao cấp của đảng, có sự bảo kê bao che. Mà cái anh chủ tịch tập đoàn này đấy là quê Quảng Nam, đúng không ạ? Nhưng mà nhất định là nó phải là hối lộ khủng khiếp cho cái hệ thống chính trị của mình để nó tiến hành cái phi vụ là cái test COVID ở trên 62 tỉnh thành. Đối với lại đảng ta, đối với lại chính phủ ta, với lại quốc hội đấy, thì đây là những vụ án của ông ta. Và cái vụ án đuôi cổ cò voi này nó sẽ bị che lấp, thậm chí nó có thể thành thứ yếu thôi. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái đề xuất của tôi lúc này đấy, là thực thi công lý phải tiến hành song song hay là gắn chặt với cái việc cải cách tư pháp. Đây là cơ hội, đây là cái chìa khóa để mở ra các cái vụ án thực thi công lý một cách thành công. Còn chưa có cái Ủy ban Bảo hiến quốc gia, chưa có cái phiên tòa Bảo hiến, chưa có cái phiên tòa quân sự của quân pháp, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đem lại cái sự trong sạch của cái nền tư pháp, sự minh bạch trong sáng của công lý có lẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều thách thức. Và xét về cái an ninh chính trị hiện nay đấy, chúng ta thấy rằng là lực lượng chính nghĩa có thể là bao gồm Tổng Bí Thư, rồi là Viện Kiểm sát dân tối cao, rồi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp, rồi là Bộ Quốc phòng, thì lực lượng này đấy liệu có thể chiến thắng được cái sức mạnh cũng như cái tiềm lực thế lực của cái thế lực ngầm mưu toan lật đổ đảo chính chính trị, có thể chiến thắng được hay không? Và chúng ta cũng biết rằng là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì là, nghe đâu là dự kiến là tháng 6 này là sẽ là nghỉ hưu, không? Sức khỏe yếu. Thì tất nhiên là mọi vụ án đưa ra đấy thì đều là giang dở, cho nên là để mà khẳng định là các vụ án quốc gia này sẽ được thực thi công lý thì cần có Ủy ban Bảo hiến quốc gia lâm thời để mà tiến hành thành lập ra các cái tòa án bảo hiểm, các cái tòa án quân sự, quân pháp cho thật nghiêm minh và thành công và chiến thắng. Có lẽ là tôi cũng chỉ nêu một vài ý kiến như vậy thôi. Vâng, rất là cảm ơn anh. Nhưng hôm nay quay lại cái chủ đề mà rất là nhiều bà con quý vị khán giả rất là quan tâm, nói rằng tất cả buổi ban đầu khởi xướng khởi tạo cũng là một ý tưởng, nhưng rất may cái ý tưởng ban đầu của anh với cái bài viết là quả bom pháp lý sẽ nổ, và rất may mắn
không ngờ nó đã được kích hoạt bởi hai người, đó là anh Ngô Thanh Sơn và chị Ngọc Dung. À, thảo cái lá đơn trên nền tảng ý tưởng của anh, đó là yêu cầu thả tự do Danh Hồ Duy Hải, và sau đó là yêu cầu phế truất cái chức danh chánh án tòa án nhân dân tối cao của ông Nguyễn Hòa Bình. Và hai người một ý chí ấy, thảo đơn xong được sự ủng hộ của cộng đồng mạng, và không ngờ trong vòng 3 tuần đã có hơn 10.000 chữ ký. Vâng, 10.000 chữ ký. Cũng tưởng nó đơn giản, nhưng khi các chữ ký ấy được tập hợp lại và gửi cho 13 cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước, cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng cái sự không ngờ của sự kết hợp giữa người khởi xướng, người dám nghĩ dám làm và xin ý kiến của cộng đồng gửi đến, và đã đạt được những cái kết quả không ngờ. Và đến hôm nay, không những được phúc đáp, không những được trả lời, mà còn được mời tham gia đưa ra những ý kiến, đưa ra những cái đánh giá và tôn trọng cái ý kiến này. Đó là một sự tuyệt vời khi lấy dân làm gốc là trước đây, nhưng bây giờ phải khẳng định là dân là gốc và lấy ý kiến đối với sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước. Anh đánh giá và nhìn nhận thế nào khi cái điều này được thực thi một thời gian rất là ngắn và đã có kết quả như vậy? Vâng, anh đánh giá và chia sẻ cùng quý vị khán giả. Vâng, mời anh ạ. Vâng, đó là cái sức mạnh của cái truyền thông của cái kênh của chúng ta đó. Đặc biệt là những con người cụ thể như là anh Alibaba, anh Ngô Thanh Sơn rồi chị Ngọc Dung. Thế còn cái kiến nghị của tôi là kiến nghị mà nó thuộc tầm vĩ mô. Thế nhưng mà vĩ mô đấy, muốn thực hiện được thì phải có vĩ mô. Phải có những cái bức xúc của giọt nước tràn đi. Bởi vì là mọi sự trên đời này đều theo đúng quy luật của cuộc sống, có nguyên nhân thì mới có kết quả, anh ạ. Không có gì là tự nhiên mà ra, mà nó đã bắt nguồn từ một lý do nào đó. Nhiều người là chỉ nhìn đến sự việc trước mắt mà vội đổ lỗi cho hiện tại, không suy xét rõ ràng. Cái này là biết đâu được, thì là kết quả hôm nay là cả một quá trình dài trong quá khứ. Cứ trước mắt chưa hẳn là sự thật. Và những cái đau khổ, những nỗi đau nhỏ thì không thành vấn đề. Nhưng nhiều nỗi đau nhỏ sẽ gây ra sự bùng nổ hay tan vỡ. Có khi chỉ cần thêm một chút buồn đau thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Bởi thế cho nên mới có cái thành ngữ là giọt nước tràn ly là như vậy. Thế thì bố cục của vai này chính là do nó tràn ly đó. Và cái cơ hội để cứu vãn này chính là cái phiên giám đốc thẩm từ tháng 5, mùng 8 tháng 5 năm ngoái, năm 2010. Nhưng mà đáng tiếc là Nguyễn Hòa Bình hay là Trương Hòa Bình lúc đó đấy còn đang tại chức, đã không tận dụng được hay là không dám tận dụng cái cơ hội này để mà sửa sai, để mà khép lại cái vụ án bố cục cổ voi một cách êm thầm. Bởi vì nó theo cái chỉ đạo của tình báo Hoa Nam, của cái thế lực ngầm, nó nằm trong cái chu trình là đảo chính chính trị, không ạ. Biết đâu là những cái vị đó sẽ lên là chức là Thủ tướng Chính phủ hoặc là Phó Thủ tướng Chính phủ, vân. Rồi là từ đó đấy là lũng đoạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi là thao túng cái Quốc hội và đảo chính chính trị thành công. Giọt nước tràn ly là như vậy. Thế nhưng mà hai cái đơn của chúng ta đó, cụ thể hóa vấn đề là của anh Ngô Thanh Sơn và chị Phan Ngọc Dung đó. Tôi nghĩ rằng là đây là hai phát súng khởi đầu và khiến cho cái vụ án là không thể không tiến hành, không thể không là thụ lý, rồi khởi tố, rồi xét xử.
Gọi nó tràn lên. Tôi nghĩ rằng là đánh giá cao cái hai cái đơn của anh Ngô Thành Sơn và chị Phan Ngọc Dung. Còn ý kiến nghị của tôi thì là chắc chắn là cũng phải là 5-10 năm nữa thì mới có thể là nó đáp ứng được phần nào. Thì cái mấu chốt hiện nay là cái kháng nghị của Viện Kiểm sát dân tối cao đấy vẫn đảm bảo cái tính hợp hiến và có hiệu lực pháp lý, và cũng như là cái sự kiên định của cái viện trưởng Viện Kiểm sát dân tối cao Lê Minh Trí, có thể nói rằng là rất anh minh, rất kiên định, và đó là cái niềm tin của tôi đấy vào cái việc cải cách tư pháp thành công. Có lẽ ông chỉ tham gia được vài ý kiến như vậy thôi. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Và trong khi giao lưu thì có một vài quý vị khán giả cũng rất là quan tâm theo dõi và đánh giá cũng như là muốn có những câu hỏi gửi về chương trình, và có lẽ anh là một trong những người trả lời tương đối chuẩn chỉ và hay, bởi vì thế mọi người cứ dồn câu hỏi để chờ khi nào anh có dịp. Đó là cái chuyến thăm vừa rồi của đoàn đại biểu Cựu chiến binh miền Nam ra phối kết hợp với lại tổ công tác đặc biệt tại Hà Nội, được gặp gỡ và giao lưu với một vài người nổi tiếng, mà ở đây nhất là trong giới khoa học mà nổi tiếng hơn đó là bác Nguyễn Văn Hiệu, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, chắc anh biết rõ. Vâng, và cái việc gặp gỡ này bác Nguyễn Văn Hiệu đã thay mặt cho giới khoa học Việt Nam là tặng lại cho mỗi cựu chiến binh có mặt một người một cuốn sách nói về một thời Quảng Trị, vâng, một thời khói lửa đấy ạ. Với góc nhìn khoa học, với góc nhìn của một người nghiên cứu về lịch sử, với góc độ của truyền thông, anh đánh giá và nhìn nhận thế nào về cái phương diện và cái diễn biến này ạ? Vâng, mời anh Vâng, tôi ạ. biết đồng chí giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu là một nhà khoa học lớn, phải không? Dạ vâng. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái nền tư pháp Việt Nam này, hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, là những công trình khoa học lớn lao. Thì tôi nghĩ rằng là cái nhắn nhủ của giáo sư Nguyễn Văn Hiệu đấy là muốn nhắn nhủ các cựu chiến binh, tổ công tác đặc biệt cũng như ban chuyên án đặc biệt của chính phủ thì cần phải tiến hành một cách khoa học các cái quy trình pháp lý. Và như ta đã nói, tức là phải thành lập cho bằng được cái Ủy ban Bảo hiến quốc gia lâm thời anh ạ, Vâng. rồi là thành lập lên các cái phiên tòa bảo hiến. Mà tôi cũng xem sơ qua trên mạng thì dư luận của cộng đồng đấy là rất nhiều người là đang ước muốn chánh án tòa án nhân dân tối cao thì là bà Lê Thị Nga là rất xứng đáng, không ạ, Vâng. chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đó, hay là viện trưởng Lê Minh Trí Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng rất xứng đáng. Và các vị đó đấy ngồi vào cái vị trí này, vị trí của chánh án tòa án nhân dân tối cao, tức là nóc nhà của viện tư pháp Việt Nam, thì mọi vụ án sẽ được xét xử một cách công minh và công lý mới chiến thắng được. Tôi nghĩ là gói gọn lại là như vậy. Thì cũng như là chúng ta thấy rằng là kiến nghị tôi đưa ra thì được rất nhiều người hưởng ứng, rất nhiều kênh hưởng ứng và đăng tải trên cái YouTube này. Và rất là hạnh phúc khi mà được các cái vị lãnh đạo cao cấp để là quan tâm, tua đi tua lại để mà xem được ý kiến tôi như thế nào. Tôi nghĩ rằng là cái niềm tin của tôi đấy
là niềm tin vào khoa học. Chúng ta tiến hành cách mạng cũng phải theo khoa học. Là gần đây tôi có đọc rất kỹ cái luận điểm của Lenin về tình thế cách mạng, hay là ba cái điều kiện của thời cách mạng. Tạm nêu ra ba cái ý như thế này của Lenin, đó là đảng chính trị để là sẵn sàng cách mạng. Thứ hai là lực lượng quần chúng này, công nông này, là phải cũng phải sẵn sàng cách mạng. Điều kiện thứ ba của thời cơ đấy, của tình thế cách mạng đấy, là kẻ thù cách mạng suy yếu và các phần tử cơ hội xét lại đang do dự hoặc là hoang mang tan rã, dao động đến cực điểm. Thì tôi nghĩ rằng là ba điều kiện này của chúng ta bây giờ là điều kiện thứ nhất là đảng sẵn sàng cách mạng, hai là lực lượng quần chúng này cũng đã sẵn sàng cách mạng, tôi nghĩ là đã có. Nhưng mà kẻ thù của cách mạng này là suy yếu thì tôi nghĩ là nó chưa đâu. Thì những cái bọn dao động, bọn cơ hội xét lại đấy, đang hoang mang dao động cực điểm thì đã có. Xét ra cách mạng tháng 8 của chúng ta cũng vậy thôi. Thì cái thời cơ của cách mạng tháng 8 ấy, hay là thời cơ của một cuộc cách mạng xã hội thì được Stalin ví như là con ngựa hồng phi qua cửa sổ. Ngựa nó phi qua mà chúng ta lại không nhảy lên đúng lúc đấy, lao ra không đúng lúc đấy, thì có khi là còn bị nó một cái đuôi, nó còn bị nó đá cho và vượt mất cơ hội. Thế cho nên là cái bài học về cái tình thế cách mạng này, tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nghiên cứu xem xét lại. Cho nên là tôi cũng chưa vội chia sẻ niềm vui với đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cũng như là những cái hoạt động của cái tổ công tác đặc biệt của chúng ta đã thu thập được rất nhiều những chứng cứ, những cái vấn đề để mà khởi tố hai vụ án trước mặt. Còn ban chuyên án đặc biệt đấy, thì chúng ta thấy rằng là đó có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, của Quốc hội kết hợp với Viện Kiểm sát dân tối cao đấy, tôi nghĩ rằng là đây chính là cái cơ hội để chúng ta thành lập ra cái Ủy ban Bảo vệ lâm thời. Trước sau như một tôi vẫn đề xuất cái ý kiến này. Vâng, có lẽ đó là một trong những cái tiêu chí, cái khát vọng đạt đến đỉnh cao của như cái ý kiến của anh. Rõ ràng phải tập hợp được rất là nhiều ý kiến, không những là của cộng đồng, của mọi tầng lớp chính trị xã hội, mà còn sự vào cuộc của những nhà lãnh đạo. Và trong cái câu chuyện của ngày hôm nay, với cái hoạt động của tổ công tác đặc biệt cũng như là của đoàn cựu chiến binh từ miền Nam ra, ngoài việc gặp gỡ đối với những nhà khoa học mà cho những cái thông điệp rất là giá trị, còn một cái thông điệp mà được nhiều người quan tâm đó là bác Thảo là đại diện gia đình, đại diện cho bác Tổng Bí Thư, đại diện cho dòng họ đã tặng lại cho Hội Cựu chiến binh, hội những người yêu công lý và tổ công tác đặc biệt một cây bút mang tên là Nguyễn Phú Trọng. Vâng, đó là cây bút chính là bác Nguyễn Phú Trọng ở cái thời kỳ vừa là chủ tịch nước vừa là tổng bí thư đã viết và ký rất là nhiều các cái sắc lệnh liên quan đến vấn đề vận mệnh quốc gia. Bác tặng lại cho Hội Cựu chiến binh thông qua bác Nguyễn Văn Thảo. Anh đánh giá và nhìn nhận thế nào về cái động tác mà bác đã ủy quyền cho bác Thảo để tặng lại cho Hội Cựu chiến binh cũng như là những người yêu công lý cũng như là của bên tổ công tác đặc biệt cây bút này? Và mời anh chia sẻ cái góc nhìn của một nhà khoa học. Vâng, mời anh ạ. Tôi nghĩ rằng là ngoài bút là ngoài bút của nhà thơ Sóng Hồng đấy, tức là đồng chí Trường Chinh trước đây đấy, đã có bài thơ rất hay, tức là
lấy cán bút làm đòn xoay chế độ, phá vòng vây, bom đạn phá cường quyền. Thế thì cái cán bút này mang tên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này, mà lại được bác Thảo tặng cho Hội Cựu chiến binh, bác nhìn Phạm Thái đang giữ phòng Dạ vâng. ạ. Tôi nghĩ là đây là sự nhắn nhủ là chúng ta hãy viết lên những dòng truyền thông thay cho sự câm bặt của báo chí hiện nay. Viết lên những cái dòng của ánh sáng công lý và ghi vào cái lịch sử cải cách tư pháp nước nhà, những dòng chữ vàng, một cái dòng chữ cao quý nhất của chúng ta, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do, không ạ. Mà nền tư pháp trong sạch, nền công lý công minh mới có thể có cái độc lập tự do một cách thực sự, mới đem lại cái nền dân chủ tự do và hạnh phúc cho nhân dân, cho đất nước. Tôi nghĩ rằng với kỷ niệm cây bút của bác Thảo có tên là Tổng Bí thư, hay là cuốn sách của giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, tôi nghĩ là cũng là nhắn nhủ cái kênh của chúng ta, cái tổ công tác đặc biệt của chúng ta, cũng như là Hội Cựu chiến binh và cái khát vọng của nhân dân cả nước về cải cách tư pháp, cái khát vọng của một nền tư pháp trong sạch. Tôi nghĩ đó là cái thông điệp nhắn nhủ cho chúng ta là như vậy. Thì còn bây giờ là cái nền tư pháp chúng ta có được cải cách hay không, thì tôi nghĩ rằng là nó còn gian nan lắm. Về mặt hệ thống chính trị chúng ta, thế lực ngầm của cái nền tư pháp còn đang rất mạnh, nó đã là leo cao chui sâu đến cái bộ chính trị, ban bí thư, và thậm chí ngay cả trong viện kiểm sát nhân dân tối cao nữa, chưa phải là đã hết những cái phần tử những sự cài cắm này. Đặc biệt là cái bộ công an, chúng ta thấy rằng là vừa qua là các cựu chiến binh rất bức xúc trong cái việc đòi ông Tô Lâm hay ông Tô Ân Sô đây là phải trả lời cái việc ba cái sở công an thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đấy, và tiến hành hàng loạt những cái vụ việc xâm hại, xâm phạm các hoạt động tư pháp, xâm cơ, rồi là truy sát gia đình cũng như là nhân chứng Đinh Vũ Thường. Tôi nghĩ là đây là một cái sự nghiêm trọng, một sự thách thức, không đơn giản là nó khủng bố, nó đe dọa Đinh Vũ Thường đâu, nó đe dọa cả cái sự lãnh đạo của Đảng, của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như ban chuyên án đặc biệt của chúng ta. Nên tôi nghĩ rằng là công cuộc cải cách này, một cái hội nghị mà ông Nguyễn Xuân Phúc với lại ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa ra một vài cái luận điểm, tôi nghĩ rằng là nó còn gian nan lắm. Tôi đã chỉ trả lời chung chung như vậy được thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Và ngay như buổi ban đầu anh cũng có giới thiệu là anh đang rất là bận bịu với cái công việc riêng tư, nhất là cái việc anh đã rất là tâm huyết với người bạn của mình đang soạn thảo và đang làm cái video clip của các cái tác phẩm của anh Thái Thăng Long và liên quan đến người bạn, người nhạc sĩ tài ba là nhạc sĩ Phú Quang vừa qua đời ít ngày trước đó. Và có thể anh chia sẻ một số những cái cảm xúc về cái công việc anh đang làm và những cái thông điệp, những cái thông tin chia sẻ đến quý vị khán thính giả. Và em nghĩ rằng cũng rất là nhiều người quan tâm, cũng rất là nhiều người ngưỡng mộ, và đó cũng là cái hình tượng để lại trong lòng công chúng nhiều thập kỷ qua. Vâng, có thể là anh chia sẻ một chút về công việc và một chút cái tiết lộ về cái điều mà mọi người chắc chắn cũng đang mong chờ được không ạ? Vâng, mời anh. À, cái bài kỷ niệm của tôi đấy, thơ Thái Long và nhạc Phú Quang đấy, do ca sĩ Minh Chuyên trình bày. Minh Chuyên là nàng thơ cuối cùng của nhạc sĩ Phú Quang đấy. Thái Thăng Long nói với tôi thế này, tức là bài hát được phổ vào năm 2002, tức cách đây là 19 năm rồi, và phổ trong cái căn nhà nhỏ cái đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Sài Gòn, con hẻm mà thông qua hai cái đường, và chỉ sau 2 giờ thôi thì nó hoàn thành. Và anh đánh giá đây là cái kỷ niệm khó quên và mù thôi năm ấy. Chúng ta cùng nghe cái bài hát này. Dạ vâng. Tức là sáng tác và hoàn thành nó ở một cái thời gian gọi là thần tốc đấy ạ, đúng không Đúng rồi. Tuổi 20 chưa một lần hò tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu lý và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao đầu chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá sao
sao đậu chưa hề. Ôi giấc mơ nhỏ nhỏ, giấc mơ quá nhỏ nhỏ. Vâng, một bài hát rất là tuyệt vời để lại cho muôn đời sau. Vâng. Và có lẽ để mọi người cũng quan tâm, chia sẻ và hiểu biết thêm, anh có thể bật mí một chút về cái kỷ niệm này của những người bạn rất là cao cả. Và anh đang làm những cái tập album để kỷ niệm những cái gì vừa qua. Vâng. Đúng là kỷ niệm của tôi. Em vừa nghe cũng đã cảm thấy bồi hồi và xúc động, gần như là một cái thời kỳ oanh liệt và hoành tráng của đời người. Và anh bật mí một chút để mọi người cùng chia sẻ hơn được không ạ? Vâng, mời anh. Vâng, thật tình cờ vào năm 69-70 đấy, thì tôi với anh Thắng Thà Lòng nhập ngũ và đều vào cái binh chủng đặc công nước, sau này là lính đoàn 10 đặc công rừng sát chiến đấu ở Cần Giờ, rừng sát Nhân Trạch. Có những cái trận đánh lớn như là đánh Kho Sàng Nhà Bè, đánh chìm tàu chiến của Pháp, của Mỹ đó, trên sông Lòng Tàu, vân vân. Thế thì anh Thái Thăng Long viết bài thơ này năm 2002, tức là cách đây 19 năm rồi. Và nó trùng lặp với cái việc mà một người bà con, người cháu của nhạc sĩ Phú Quang, cháu của anh Nguyễn Phú Ân, anh trai của nhạc sĩ Phú Quang, đã gửi một bức thư trước giờ hy sinh có vài tiếng đồng hồ. Thế thì anh Thái Thăng Long xúc động viết cái bài kỷ niệm của tôi, cũng là kỷ niệm chung của nhà thơ và nhạc sĩ. Và thế là nhân cái dịp mà vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Quang đó, thì tôi có gửi tin nhắn cho anh Nguyễn Phú Ân và hỏi xin những cái bản di tạp, những bản nhạc đã phổ thơ Thái Thăng Long
nhưng mà lại chưa thua, để sau này chúng ta có thể là mời những ca sĩ nổi tiếng như là Tấn Minh, như Tùng Dương, là Trọng Tấn ca, ví dụ như cái bài Giã Biệt. Bài Giã Biệt anh Thái Tăng viết năm 1995 trước cả cái bài Vâng. Chỉ Ngân Một Tay Này. Hay gần đây là cái bài đã phổ rồi năm 2018 nhưng mà cũng chưa kịp thu, thì anh Phu Quang đã phải nhập viện. Thì đâu có bản nhạc đây hết rồi, và chúng tôi cũng đang tìm cách là làm MV thu âm và sẽ xuất bản trong ngày mai. Thì trước mắt là tôi cũng chỉ hứa là sẽ làm sống lại hay là đưa lên sóng những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc, phổ thơ Thái Thăng Long, cụ thể là ba bài, bài Giã Biệt và bài Ký Ức. Giã Biệt năm 95 thì nó hơi sớm, nhưng là chắc anh Phú Quang quên. Vâng, có lẽ là quên, nhiều nhiều đứa con tinh thần quá dễ quên lắm anh. Thế thì cái quen này của nhạc sĩ Vũ Quang cũng có thể có dụng ý đấy, Vâng. cũng như là cái bài Cầu Hồn của Mùa Ra đấy, Vâng. sau mãi sau này mới được phát đấy, khi mà Mùa Ra đã mất lâu rồi. Thì anh Thái Thăng Long chưa hết buồn, và sáng nay thì anh gọi cho tôi và yêu cầu tôi là làm ngay cái clip kỷ niệm của tôi để phát sóng, và chúng ta vừa mới nghe. Xin hết ạ. Dạ vâng, và đúng là cái chia sẻ của anh để mọi người hiểu hơn về cái giá trị tinh thần, nó cũng là sự tình cờ, bởi những người lính, những sự hy sinh, những mất mát, nó luôn luôn là sự kín đáo hoặc là ít người biết đến. Nhưng cũng rất là may hôm nay gặp gỡ anh lại chia sẻ cái kỷ niệm của tôi với một bài hát đầy ý nghĩa, mặc dù đã cách nay gần 20 năm, nhưng làm sống lại không phải là để ta thưởng thức, mà sống lại để cho mọi người một thời đã qua cái kỳ binh lửa, đã vào sống ra chết ở cái thời kỳ được cho là bước qua chảo lửa và vạc dầu, thấy giá trị hơn, thấy yêu hơn cái mảnh đất của mình, và yêu hơn mỗi khi được sống cùng với anh em bạn bè và chiến sĩ. Vâng, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ, và để trọn vẹn có lẽ anh vẫn cho bà con quý vị khán giả nghe lại bài hát kỷ niệm của tôi thì sẽ là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh ạ. 22 tháng 12 năm nay là kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với các bạn cựu chiến binh, chúng ta chỉ cần một câu này thôi: Kỷ không niệm ai có thể bị lãng quên, và không có gì dòng có sông thể thành bị lãng quên. bạn bè thôi Và chúng ta cùng nhắc lại câu nói của gục nhà ngã thơ Nguyễn Duy. dưới Rốt chân cuộc cầu, là tuổi thì hai trong một mươi cuộc chiến tranh, chưa một lần hò bên nào thắng cuộc tuổi hai thì nhân mươi dân đều thất bại. chưa một vòng tay yêu Những cuộc chiến tranh thương, nào đến đó, chỉ có nỗi nhớ và cái bức xúc của quê người chiến binh chúng ta hôm nay đang hương đặt ra trước quốc gia dân tộc, xanh bao lời một lần về trên con đường nhỏ cải cách tự hào để nghe và sau yêu khi công lý mẹ thành công. xưa sao đâu chưa hè, ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhau.
hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bóng tre, một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của ta ùa về. Một dòng sông loang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Kỷ niệm của tôi dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu linh và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao động chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhoi. Còn ai quên ai nhớ, người con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bom tre, một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của ta về. Một dòng sông loang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Kỷ niệm của tôi dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu linh và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao động chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhoi. Bao nhiêu năm rồi chiến tranh đã rời xa, bầu trời vẫn quá xa rồi, còn ai quên ai nhớ, người con...
con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bon tre, một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của ta ùa về. Một dòng sông ngang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Kỷ niệm của ta ùa về. Một dòng sông loang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Kỷ niệm của tôi dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương. Chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu linh và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao động chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhoi. Còn ai quên ai nhớ, người con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bom tre, một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của ta về. Một dòng sông loang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Kỷ niệm của tôi dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương. Chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu linh và giấc mơ,
một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao động chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhoi. Bao nhiêu năm rồi chiến tranh đã rời xa, bầu trời vẫn xanh như thuở nào. Quá xa rồi còn ai quên ai nhớ, người con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bon tre, một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của ta một dòng sông ngang dòng máu đỏ. Bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu, kỷ niệm của tôi ùa về một dòng sông loang dòng máu đỏ. Bạn bè tôi gục ngã dưới